Lẩu gà lá é nha mọi người, đặc sản Đà Lạt đấy. Lẩu gà lá é là đặc sản của Phú Yên chứ. Thế à? Quê là quê, là quê chúng mình quê qua. Sửa, cắt. Cắt nha mọi người, píp. Đặc sản Phú Yên nha mọi người ơi. Trước mặt mình đây hiện nay đang có tổng cộng là 25 gói mì nha mọi người. Mình không biết là video này sẽ như thế nào, nhưng mà các bạn trong công ty mình nói rằng là gần đây có rất là nhiều những cái loại mì ở trên siêu thị mà là mì Việt Nam đúng không em? Có rất nhiều vị mới và độc lạ, cho nên ngay bây giờ mình sẽ review chi tiết 25 loại mì nha mọi người ơi. Và trước khi bước vào video ngày hôm nay, mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là một video không có booking quảng cáo từ bất cứ nhãn hàng nào cả. Tất cả những cái sản phẩm ngay trước mặt mình đây là những cái sản phẩm mà team mình đã tự lên siêu thị và mua về nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ review chi tiết 25 loại mì nha. Vào việc, team mình đã chuẩn bị ở đây là có xúc xích nha mọi người, có thể rán hoặc là luộc này, có chả cá này, dưa chuột muối này, hành lá, các cái đồ topping ăn kèm và có cả trứng nữa nha mọi người ơi. Bởi vì là nếu như ăn mì không thì nó sẽ hơi ngán, cho nên bọn mình đã chuẩn bị thêm những cái loại topping ăn kèm. Mỗi một loại mì như thế này thì team mình đã chuẩn bị là từ 3 đến 4 hộp để cho các bạn ở phía bên ngoài sẽ ăn, sẽ có tổng cộng là 10 người ăn thử nha mọi người ơi. Cho nên là một mình là đánh giá không công tâm. Loại đầu tiên sẽ là mì omachi, mì trộn sốt tôm phô mai trứng muối, tên quá là dài luôn nha mọi người. Đây nha mọi người ơi, hộp sản phẩm sẽ như thế này. Đây là một loại mì hộp, bọn mình sẽ review khá là nhiều, từ mì hộp cho đến mì gói đều là những cái loại hương vị khá là lạ và độc nha. Mình thấy rằng là cái hộp này nhìn cũng khá là xịn xò đấy. Thử nha mọi người ơi, mình mời mọi người nha. Cái vị phô mai mọi người có thấy nó không quá đậm không? Ít ít thôi. Vị trứng muối cũng ít ít, chủ yếu là vị tôm. Theo riêng quan điểm cá nhân mình thì cái vị này của omachi nó rất là đậm đà, chủ yếu nó sẽ thiên về vị mặn, có vị tôm, vị phô mai thì phân phớt. Và bên cạnh đó thì cái vị trứng muối mình cũng không cảm nhận quá là rõ ràng, nhưng mà công nhận là vị này ngon. Mọi người có thấy cái sợi mì của nó không bị bở không? 8.5 nha mọi người, hương vị rất là đậm đà. Thứ hai đó chính là mì cung đình cun BBQ. Cái này thì bao bì nhìn đẹp, sườn nướng kiểu Hàn Quốc nha mọi người ơi. Nguyên miếng sườn to đùng, nhưng mà đây là tất cả chỉ mang tính minh họa thôi. Tất cả những cái gói này sẽ là gói bỏ sau, còn chỉ có mỗi cái gói rau là bỏ ở đầu tiên cùng với mì thôi nha mọi người ơi. Mình có bỏ thêm xúc xích với cả là rau mùi cho hấp dẫn, nhưng mà về cái hương vị mình nghĩ là vẫn như vậy thôi. Thử nha. Siêu ngon luôn. Đúng kiểu vị sườn nướng. Cái này ngon thật đi. Cun cung đình em ạ. Cung đình xịn đấy. Siêu đậm đà luôn mọi người ơi, mà nó đúng là một cái mùi kiểu à sườn nướng Hàn Quốc luôn. 13.700 thì cứ cho như là 14.000 đi. Cái này ngon này, cái này bán trên siêu thị à? Lưu lại để chị về chị mua ở nhà chị ăn nào. Em ơi không ổn rồi, trong 105g trong cái hộp này là có lên 439 calo. Ngon nhỉ, cái này mấy điểm? Không, 9 hay 9 rưỡi. 9 điểm. Cung đình đợt này làm cái vị này siêu ngon nha mọi người ơi, đậm đà. Vị cà ri gà của Vi Phong nha mọi người ơi, chất lượng mì xuất khẩu đây. Dạo này Vi Phong làm bao bì mình thấy cũng đẹp hơn rồi đấy. Chị không thích vị cà ri lắm đâu. Súp bay. Có một gói gì màu trắng ấy, nhìn nhạy cảm lắm. Mùi cà ri nồng lắm. Đây là sau 3 phút nha mọi người ơi. Mì cà ri gà nha mọi người ơi. Cảm nhận đầu tiên là mình thấy nó giống như là một cái mùi thảo mộc ấy. Nói chung là mình ăn cà ri khá là nhiều rồi, cho nên là mình thấy khá là quen. Nhưng mà các bạn trong công ty mình thấy mùi này hơi lạ. Nước thì nó không nhạt, nhưng mà công nhận là cái vị của cái mì này cảm giác nó hơi kiểu nhạt nhạt ấy, nó không đậm đà là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn nào mà thích cái vị cà ri thì có thể thử cái mì này, nhưng mà cái vị này thì nó hơi kiểu hăng hắc, giống cái mùi cánh gà cay của Trung Quốc ấy. Bỏ qua, cụ thể là dưới 6. Tiếp theo đó sẽ là mì bắp bò hầm dưa chua. Thì đây là loại mì mà theo như Phương Anh nói là Phương Anh đang cực kỳ hào hứng nha mọi người ơi. Về omachi thì không cần phải bàn cãi, về bao bì rất là đẹp luôn. Nhạy cảm nhờ, cái màu này đúng nhạy cảm luôn. Ui có dưa thật luôn. Có dưa muối luôn mấy má ơi. Nào thử nha mọi người ơi, mình mời mọi người nha.
Ôi dồi ôi, vị dưa chua rõ thế. Thêm tí dưa chuột muối. Cái vị này thì nó sẽ là một cái vị mà kiểu đập mùi dưa chua, có hương vị bò thong thoảng cỡ khoảng tầm 30%. Cá nhân mình thấy rằng là ăn ổn, 7 thôi. Cái mì kiểu dưa chua này Ly thì rất là thích, nhưng mà cá nhân mình nghĩ rằng là nó cũng vậy vậy, kiểu ăn được thôi, không phải quá đặc biệt. Mì khoai tây potato king, hương vị lẩu gà lá é. Lẩu gà lá é nha mọi người, đặc sản Đà Lạt đấy. Thế à? Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Sửa, cắt nha mọi người, píp. Đặc sản Phú Yên nha mọi người ơi. Cái lá é nó là lá mà giống như lá húng quế, nhưng mà khi ăn vào cái mùi của nó lại giống mùi xả chanh. Thôi bây giờ thử nha. Đầu tiên, về hương vị thì mình thấy rằng cái loại lẩu gà lá é này đúng là nó có cái mùi lá é kiểu giống như là thiên thiên về xả chanh thật. Còn hương vị thì bây giờ mình sẽ thử nha. Trong lẩu gà lá é này thì có một vài những cái hạt kiểu hạt ngô, và bên cạnh đó là có những cái kiểu thịt giả kiểu nhỏ nha mọi người ơi. Cái vị nó giống mì hảo hảo lắm ấy. Cái vị nó bình thường nhỉ, kiểu nó không có gì đặc biệt luôn ý. Nó giống như là cái mùi xả chanh mà nó thiên thiên kiểu mì tôm chanh của Hảo Hảo, nghiêng nghiêng kiểu như thế. Cái gia vị của nó không đặc biệt, chỉ là một cái loại vị mì hơi mặn mặn và có mùi xả chanh thế thôi, bỏ qua. Tiếp theo đó sẽ là tôm cháy tỏi của Vi Phong. Đây là loại mì trộn khô nha mọi người ơi. Đấy, bao bì thì mình thấy rằng nhìn cũng khá là bắt mắt và ở dạng cốc như này. Nhìn cái nắp này đúng xịn hơn hẳn luôn này. Nói. Chưa. Ôi, nhìn sốt màu nó đậm cực kỳ luôn. Mì trộn khô tôm cháy tỏi nha mọi người. Đầu tiên là về cái sợi mì đây, mọi người nhìn thấy này, là cái phần sốt của nó mình thấy rằng đậm đà cực kỳ luôn. Không biết là ăn như nào. Mùi thì rất là thơm vị tỏi, thử nha. Thứ nhất là cái mì này rất là đậm, đậm theo cái kiểu là nước sốt của nó đậm đà, nhưng mà nó lại thiên ngọt. Và bên cạnh đó cái sợi mì này mà nó làm theo của cái sợi mì dẹt là ăn ngon hơn này. Cái này chắc là hợp với cả những bạn nào mà trẻ trẻ hơn, thích cái vị ngọt. Còn mình ăn hơi bị thiên ngọt quá. Mùi tỏi kiểu hơi hăng hăng mà bên cạnh đó cái vị nó lại thiên ngọt, ăn dị thật sự luôn. Bỏ qua, không dám chấm điểm. Tiếp theo đó là một cái loại mì cung đình cun, mì gạo hương vị bò hầm kiểu Đài Loan. Bao bì mình đánh giá của nhà cung đình đợt này thiết kế cực kỳ đẹp luôn, giống như là có một cái cuộc thay máu ấy. Mì cung đình ngày xưa bao bì nó kiểu rất là đơn giản nha, nhưng mà đợt này là bao bì thiết kế cực kỳ đẹp và nhìn kiểu trend trẻ trẻ Gen Z. Ui em ơi, vàng ươm luôn, nhìn lạ lắm đây này. Mình nhìn cái sợi nó giống như kiểu sợi hủ tiếu ấy. Đây là một cái loại mì mà mình thấy rằng cái sợi của nó khác hoàn toàn, bởi vì nó là mì gạo, không làm từ bột mì mà làm từ gạo này, cho nên cái sợi của nó sẽ kiểu hơi dẹt dẹt màu vàng vàng. Nào thử nha. Cái mì này thiên về kiểu hơi thanh thanh, dầu mỡ cũng khá là ít. Đặc điểm của cái sợi này đó chính là nó sẽ rất là dai, chứ nó không phải kiểu bở như là những cái mì mà làm từ kiểu bột mì ấy. Cái sợi nó như sợi hủ tiếu ấy. Cái vị mì thì mình thấy hơi nhạt nhạt kiểu thanh thanh. Hương vị bò hầm kiểu Đài Loan thì cái hương vị bò nó mình thấy khá là ít. Mọi người thử xem như cả nước đi. Giống miến. Không giống miến lắm mà giống sợi hủ tiếu là chuẩn. Dây dai. Nhưng mà có những người ta sẽ thích ăn cái sợi này mà. Chị thấy rằng cái mì này cũng dễ ăn. Dễ ăn theo cái kiểu là thanh thanh. Phải được 7,5 nhờ. 7,5 đấy. Hương vị nó khá là đồng đều, và bên cạnh đó là nó không phải quá đậm đà như những cái loại mì trộn. Tuy nhiên là cái mì này ăn kiểu thanh thanh, và bên cạnh đó cái sợi nó khá là dai. 7,5 là hợp lý. Tiếp theo đó sẽ là cung đình mì trộn trứng muối nha mọi người ơi. Đây là một cái loại mì mà theo riêng quan điểm cá nhân mình là mình đã thấy ở trên siêu thị khá là nhiều lần rồi, nhưng mà cá nhân mình thì mình ít khi thử những cái loại mì mới, cho nên là đây là lần đầu tiên các bạn trong team mình cho mình thử cái mì ở đây. Đây
Đây là mì cung đình cun, mì trộn trứng muối độc đáo và mới lạ. Đã thử nào. Mì thì mình thấy rằng hơi khô bởi vì là kiểu trộn trứng muối ấy, nó không quá nhiều cái kiểu sốt sệt sệt đấy. Cái vị nó lạ lắm đấy này. Đúng rồi, chị làm không sai. Cho vắt mì và gói rau vào thố, sau đó cho hết sốt vào và trộn đều, không làm không hề sai. Đầu tiên là về cái vị của nó là ăn bị nhạt, và cái vị trứng muối nó không rõ, mà cái sợi mì quện với cả cái sốt với cả cái phần trứng muối ăn nó cứ bột bột sộp sộp ở trong miệng ấy. Ăn nó lạc nhau, đúng chính xác luôn. Ăn theo kiểu là mì đi một đường mà cái phần sốt nó đi một đường. Bở, cái này rất là hy vọng nhưng mà ăn thì cái này xin phép không chấm điểm nha, không hợp khẩu vị với cả team mình, bỏ qua. Và bây giờ không chấm điểm drama lắm. Tiếp theo đó sẽ là mì bò kim chi cay của Vi Phong. Công nhận đợt này các hãng làm bao bì kiểu bắt mắt thật ý. Đây là mì bò kim chi cay nha mọi người. Điểm đặc biệt của cái mì này là chúng ta sẽ phải nấu, cho nên mình đã cho team mình đi ra ngoài nấu. Đun sôi 500ml nước, cho bát mì vào, nấu trong vòng 3 phút, cho các gói gia vị vào và khuấy đều, nấu thêm 1 phút nữa, tổng thời gian nấu sẽ là 4 phút nha. Ngay trước mặt mình đây hiện nay đang là gói mì này rồi, bây giờ mình sẽ thử xem như thế nào nha. Được. Quan trọng của cái sợi mì này ấy, vì là mì nấu cho nên nó khác hẳn so với mì pha, thấm vị hơn. Nước hơi cay mà lại không bị nồng, hơi cay nhẹ thôi. Cái vị mì kim chi của nó không phải kiểu một cái vị mì kim chi kiểu quá chua và nồng. Cái sợi mì thì nó giống như là cái sợi mì của mì cay to hơn hẳn, và khi nấu thì nó sẽ thấm gia vị hơn. Và bên cạnh đó cái nước dùng thì mình đánh giá rất là ổn nha. Ngon, 8 điểm. Cái này phải được 8 điểm ấy. Hơi nấu hơi mất công, nhưng mà phải công nhận là mì nấu thường ngon hơn là mì pha. Ba, tiếp theo đó sẽ là mì sốt táo. Cái này ai ăn rồi? Mì lạnh sốt táo. Đây, cái mì omachi, mì lạnh này nha mọi người ơi. Cách chế biến thì cực kỳ lằng nhằng. Là đun sôi 500ml nước, sau đó cho vắt mì và nấu 3 phút, chắt mì ra và sau đó nhúng sợi mì vào trong nước đá để làm lạnh, và sau đó trộn với cả sốt táo. Theo riêng quan điểm cá nhân mình là cái sợi mì này nó hơi trắng trắng này, nhìn nó không hấp dẫn lắm. Nhưng mà cái phần nước sốt thì nó sẽ có một cái màu hơi đỏ đỏ và có những cái phần rong biển nha. Mời mọi người nha, mì lạnh sốt táo. Ăn cũng được, không hề tệ đâu. Cái cách chế biến của cái mì lạnh này thì nó hơi phức tạp một tí. Theo riêng quan điểm cá nhân mình là cái mì này ăn lạ lạ, nhưng mà cái mùi nó kiểu hơi hăng hăng như là rượu ấy. Nhưng mà ngon thì ai thấy ngon? Ngon không? Tức là cả công ty không một ai thích cả. Cá nhân mình thì thấy ăn cũng được, lạ thôi. 6 điểm, chỉ 6 điểm thôi, không thể hơn được. Tiếp theo đó sẽ là mì cun, mì gạo nha mọi người. Cũng giống như là cái mì lúc nãy luôn, nhưng mà là hương vị lẩu tôm chua cay kiểu Thái. Vẫn là một cái sợi mì màu vàng như thế, nhìn rất là hấp dẫn nha. Mì gạo lẩu tôm chua cay nào, bây giờ mình sẽ thử nha. Cái sợi mì thì nó hơi khác biệt một tí. Mình hy vọng là cái này nó cũng sẽ ngon như cái vị lúc nãy. Ngon. Cái sợi mì gạo này nó rất là dai, kết hợp cùng với cả cái nước ngon mà ăn rất là thanh đạm luôn. Đúng vị lẩu Thái luôn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vị nước dùng của nó là thanh. Cái sợi mì nó dai nhở? Đúng dai luôn. Chín điểm không có nhưng. Cái loại mì gạo này ăn cực kỳ ngon luôn, thanh đạm mà cái nước dùng nó cũng khá là đậm đà. Đúng mùi lẩu Thái chuẩn xịn luôn. Tiếp theo đó sẽ là vị cua sốt me mì trộn khô của Vi Phong nha mọi người ơi. Đây, rất là hào hức. Cua sốt me mì trộn khô của Vi Phong nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đầu tiên về cái hương vị thì mình thấy rằng hơi kiểu nồng nồng và có vị hành. Biết nói như thế nào nhỉ? Nhà này làm cái vị trộn khô nó hơi bất ổn. Nó chủ yếu là vị ngọt và chua, vị mặn là ít. Cái vị này là đỡ hơn cái vị cháy tỏi. Nói chung cái này cũng phải được 6 điểm. Tức là nó vẫn là một cái vị sốt me kiểu hơi chua chua, mặn mặn. Nhưng mà đều nói rằng nếu như đặc biệt thì nó không đặc biệt nha mọi người. Ăn cũng khá là đậm đà. Đấy, bạn nào mà thích cái vị sốt me thì có thể thử. Nhưng mà nếu như nói mua lại thì chắc là không. Ôi dồi ôi, nhìn cái mì này là đã thấy... Mì cay 7 cấp độ, siêu cay, hương vị gà cay phô mai và con gà nó thét ra lửa này. Không biết là có siêu cay như Hàn Quốc hay không đây. Cái mì siêu cay này của Ace Cook là nó sẽ có hai dạng mì, một là mì xào hoặc mì nước, thì mình đã lựa chọn là mì xào nha. Bây giờ mình sẽ thử nha mọi người ơi. Đầu tiên là mình thấy sợi mì khá là to, vì đây là kiểu mì nấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha.
chứ mình nhìn mình thấy bất ổn rồi đấy, nhìn cay lắm. Ôi ơi, nồng nàn luôn. Chết rồi em ơi, cay cay lắm. Cái vị nó y hệt như cái mì Sam Giang luôn, cay má ơi. Ui, cái mì này cay lắm nhưng mà ngon, ngon cực. Nó là một cái vị giống mì Sam Giang, mặn mặn béo béo của phô mai. Phô mai thì ít ít thôi, không phải quá nhiều, và cực kỳ cay. Cay lắm luôn ý, ngon cực luôn. Nhưng mà cay, siêu cay mà. Cái này mới đúng là siêu cay đích thực này. Từ nãy giờ cứ bảo mấy cái cay, nhưng mà cái này mới đúng là siêu cay đích thực. Ăn lùng bùng lỗ tai luôn. Nhưng mà ngon thật, đậm đà cực kỳ luôn. Mấy điểm? Linh, những người không ăn là cay không không cần chấm. Chị chấm 9. Chị chấm 9. Rẻ hơn mì cay Sam Giang nhưng mà cái vị là y hệt. Với cả sợi mì to hơn, ăn đã, ngon cực. 9 điểm chị Tê luôn. Tiếp theo đó sẽ là mì khoai tây Potato King. Sợi ngon khác biệt, hương vị lẩu nấm sụn bò. Đây nha mọi người ơi, à, cái này của Ace Cook. Nhìn cái nước dùng thì mình thấy rằng khá là đậm đà. Thử nha, mời mọi người. Ngon. Giống mì omachi, cái vị nó rất là đậm đà, cái sợi nó cũng tương đương kiểu như thế luôn. Chị biết cái vị nó giống vị gì? Giống vị sườn hầm ngũ quả, đậm đà như thế luôn. Mà bên cạnh đó thì cái sợi này nó dai hơn. 8 nha, 8, Potato King 8 điểm. Tiếp theo đó sẽ là mì Hảo Hảo, mì xào hương vị hải sản, đậm vị Việt. Nói chung cái mì xào của nhà Hảo Hảo này mình có ăn hai vị rồi, là một cái màu xanh lá và hai là cái mì màu vàng. Nhưng mà cái vị màu đỏ này là chưa bao giờ nhá. Thử xem sao này. Mì xào Hảo Hảo hương vị hải sản nha mọi người ơi. Ui, em ơi, sinh nhật 23 trúng 30 gói vàng. Em ơi, tìm nó nằm ở đâu ấy nhỉ? Khởi nghiệp thành công coi. Không phải. Thôi không, không, không có rồi. Hẹn bạn may mắn lần sau. Mời mọi người nha. Ngon em ạ. Các bạn cho công ty mình lạ lắm mọi người ơi. Cứ mình thử ngon này các bạn ấy sẽ thử, còn không thì các bạn ấy thôi thôi chị thử một mình được rồi. Lạ lắm. Nó không phải mùi đồn nướng em ạ, nó giống như, đây chị nói dựa trên quan điểm cá nhân chị thôi. Nó giống cái mùi tôm nướng xả là cái nhất. Cái thứ hai nữa là vị này nó khá là đậm đà. Với giá chỉ khoảng tầm 3.600 thì về mọi người sẽ bỏ thêm những cái loại topping. Mình lấy ví dụ như là trứng, xúc xích gì đó thì ăn ngon hơn. Chứ còn trong cái gói mì này nó chỉ có duy nhất một gói sốt với cả là một gói súp mà thôi, bột canh ấy. Cho nên là nó cũng nhìn cái gói mì nó hơi nhạt nhẽo, nhưng mà 3.600 thì là quá rẻ. Với giá 3.600 thì cái vị này được mấy điểm? 7.5. Tiếp theo đó sẽ là mì lẩu Thái Coreno chuẩn vị mì cay 7 cấp độ. Đến giây phút này là cũng sắp ngã quỵ rồi đây. Mì lẩu Thái vị chua cay lại 7 cấp độ tiếp. Tao thử cái nào. Nhìn cái màu nước là chị thấy bất ổn rồi đây. Nào đây nha mọi người ơi, thử nha. Ui em ơi, ui nó giống cái mì mà em có biết mì cay mà mình hay đặt về công ty ăn không? Cái mì mà em với cả Ly hay đi ăn ý. Không, cái mì gì nhỉ? Sa xin mà cũng cay đấy. Cay cái này mà nếu như ăn ngoài tiệm là cỡ cấp 2, cấp 3. Mà cái này nó thiên ngọt luôn này. Nó thiên ngọt luôn, nó giống như là cái mì cay sa xin luôn. Vị thì mình đánh giá ngon. Tuy nhiên là nó không nhiều topping bằng ở ngoài tiệm. Bởi vì ngoài tiệm thì người ta nấu, người ta bỏ đủ thứ tôm với cả bắp cải các thứ vào. Nhưng cái vị là mình thấy giống y hệt. 7.5 là hợp lý. Mì trộn Pad Thái nha mọi người. Mì trộn Pad Thái. Đây nhìn lạ lắm, cái này là của Vifong. Nào bây giờ mình thử nha. Mì trộn Pad Thái của Vifong nha mọi người. Cái phần nước sốt thì mình thấy rằng là rất là nhiều, cho nên là nó phủ được hết tất cả những cái sợi mì và nhìn nó sệt sệt ấy. Nhưng mà cái vị của nó, cái vị nó cứ sao sao ấy. Tức là cái mì trộn Pad Thái này, riêng cái sợi nha, là người ta làm cái kiểu sợi dẹt.
Và bên cạnh đó cái phần nước sốt nó nhiều nhưng mà ăn nó không đậm đà, ăn kiểu nhạt nhẽo. Có một cái vị kiểu hơi thanh thanh chua chua mặn mặn đấy, chứ nó không hề có một cái vị gì khác luôn. Tôi tùy tùy đây là quan điểm mỗi người nhưng mà 6 điểm. 6 điểm là hợp lý. Ăn nó không có một cái gì đặc biệt cả, chỉ là một vị mặn mặn chua chua rồi ngọt ngọt một tí thế thôi, nó không giống bất cứ một cái vị nào bọn mình từng ăn, nhưng mà nó nhạt lắm, kiểu ăn kiểu cái vị nó không có gì đậm đà, mặc dù cái phần nước sốt nó rất là nhiều. Thế này, đây là loại, có khi là loại thứ 19 hay là 20 gì đấy là không nhớ nha mọi người ơi. Nhưng mà đây là mì trộn trứng muối cay, và đây là một loại mì nấu, cho nên là mình cũng phải nhờ các bạn ở ngoài nấu nha. Cái này của Vi Phong, không hiểu sao có thể thử được 25 gói mì, trời ơi đau đau tiền đình đến nơi luôn. Mì trộn trứng muối cay nha mọi người ơi, đây loại này nha, và đây là một cái loại mì nấu. Cảm quan ban đầu khi mà mình nhờ các bạn nấu lên và trộn thì mình thấy rằng cái sợi của nó rất giống sợi mì cay to nha, vì nó là mì nấu mà, và nó có lợn cợn những cái rau ở phía bên trong, nhìn rất là đẹp mắt nha. Nào bây giờ mình sẽ thử nha. Ngon. Vị này nó giống như là cái vị mì cay nhưng mà không cay, kiểu béo béo kiểu carbonara. Cái vị mì gói hồng của Hàn ấy, nó có một cái vị kiểu trứng muối kiểu rất là béo luôn, ngậy 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 trong mồm. Vị này ngon, đậm đà thật sự luôn, mặc dù là đây là gói mì thứ 22 rồi nhưng mà ăn vẫn thấy ngon nha. Nhà Vi Phong làm cái mì này kiểu mì nấu này chất lượng thật sự luôn. 8.5. 8.5 mình nghĩ là hợp lý. Tiếp theo sẽ là Vi Phong Zilota mì gà vàng chất lượng xuất khẩu nha mọi người ơi. Đợt này mình thấy nhà Vi Phong đúng là cho ra mắt rất nhiều những cái loại mì khác nhau. Zilota mì gà vàng nha mọi người ơi, thử nha. Cái vị gà của cái gói mì này cảm giác tất nhiên nó là vị nhân tạo thôi, nhưng mà cái vị này nó đúng kiểu giả giả luôn ý. Nó không ra một cái vị gì luôn mà nó dở. À quên, không hợp khẩu vị nha mọi người ơi, mọi người thông cảm. À, nếu mà chê là tranh cãi, bởi vì là đây là khẩu vị của mỗi người là khác nhau, mà đây chỉ là đại diện của ý kiến trong 10 người trong team thôi. Cái mì gà, cái vị gà nó giả chân luôn. Bỏ qua. Mì Modern của Ace Cook, hương vị riêu cua nha. Với bao bì thì mình đánh giá là không đẹp cho lắm, kiểu ngày xưa trên tàu hay bán cái mì này, nhưng mà vị lẩu Thái nha mọi người ơi. Nào bây giờ mình thử nha. Riêu cua. Nào bây giờ mình sẽ thử cho mọi người ơi. Đây, khói bốc nghi ngút đây này, mình sẽ thử. Đầu tiên là mình thấy rằng cái vị riêu cua khá là thơm đấy. Cái giờ cảm giác như kiểu là mình đang ngồi trên tàu húp xì sụp. Đúng luôn. Ace Cook là cùng hãng với cả Hảo Hảo. Đấy là lý do vì sao mà cái sợi mì ấy nó giống sợi mì Hảo Hảo lắm mọi người ơi. Sợi mì tròn, hơi dai dai. Và bên cạnh đó cái hương vị riêu cua này thì mình thấy ổn. Giá thành có 6-7 nghìn rẻ. Bao gồm cả hộp nhựa, cả cái muỗng như này rẻ mà. Đây cái sợi mì nó như này mọi người nha. Mình thấy ổn, khá là ngon. Cái hương vị của nó thì tất nhiên là nó không thể nào mà giống như riêu cua thật. Tuy nhiên ăn ổn nha mọi người ơi. Nó là một cái vị riêu cua khá là nhẹ nhẹ. Cái vị mì của nó thì chủ yếu là vị mặn thôi nha, không có vị chua cay gì cả, bởi vì hương vị riêu cua mà. Giá thành mình thấy ổn. Tuy nhiên là nếu như để nói rằng quá là đặc biệt thì cũng không phải là quá đặc biệt. 7 điểm mình nghĩ là hợp lý. Mì Hảo Hảo kim chi Hàn Quốc nha mọi người ơi. Đó. Vị này mình cũng chưa thử bao giờ. Bây giờ mình sẽ thử mì Hảo Hảo kim chi nha. Cái mùi nó chua chua hăng hăng. Sao nó không giống vị kim chi lắm mà nó cứ giống như là cái mùi Fanta ấy nhỉ. Sợi của nó thì vẫn là một cái sợi mì Hảo Hảo kiểu như này. Đó nha. Cái vị mì này theo riêng quan điểm cá nhân mình ấy, nó không giống cái vị mì kim chi, mà nó chỉ kiểu hơi chua chua, hơi hăng hăng men men một tí. Mùi men của nó hơi giả giả, y như là cái mùi trong cái mùi nước giải khát kiểu Fanta, hương chanh hoặc là cái gì đấy. Còn không giống mùi kim chi mọi người ơi. Cái vị nước thì nó cũng kiểu không quá đậm đà,
hơi chua chua mặn mặn thế thôi chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà hương vị thì mình thấy rằng là không có gì đặc biệt cả. Quan trọng nhất là cái vị kim chi của nó hơi kỳ kỳ. 6. Vì quá rẻ. Mì trộn tôm chua cay Thái. Đây nha mọi người ơi, cái này của Vifong. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha, mì trộn. Đây nha mọi người ơi, nào bây giờ mình sẽ trộn nha. Là trời. Mình thử nha. Cái vị mì nó lại mặn không ra mặn, mà chua không ra chua. Ăn hơi ngang ngang, mùi tinh dầu chanh siêu nồng. Và bên cạnh đó là nó cũng không quá đậm đà. 12.600 cho cái hộp này thì riêng về phần nước sốt thôi nha. Mì là mình đánh giá ngon. Cái mì nó dai dai dẹt dẹt, ăn trong miệng là nó cảm giác nó kiểu không bị bở, không bị bột. Tuy nhiên cái phần nước sốt này thì mình không đánh giá quá cao. 12.000 cho một cái hộp mì này thì xét về hương vị được cỡ ổn tầm... thôi 6 điểm. Xin lỗi. Mì trộn đệ nhất spaghetti. Nào bây giờ mình sẽ trộn nha. Các bạn trong team mình đã chuẩn bị đây rồi. Nào thử nhá mọi người ơi, đệ nhất mì trộn spaghetti. Không biết có đệ nhất thật hay không này. Thử, nhưng mà mình thấy rằng nhìn khá là đậm đà đấy. Mùi men men. Hơi mặn. Mặn ý. Mì này là mì pha nha mọi người ơi. Trong vòng 3 phút sau đó sẽ đem ra trộn. Cá nhân mình thì mình thấy rằng là ăn cũng ổn. Nó hơi mặn theo khẩu vị của mình. Hình như là cái phần sốt nó hơi mặn hay sao ấy. Mình bỏ ít sốt vào mọi người lưu ý nha. Nhưng hương vị là mình thấy ổn đậm đà. Sợi mì cũng khá là dai. 7 mình nghĩ là hợp lý nha. Mì dép pin. Hương vị mì xào truyền thống Nhật Bản nha mọi người. Trời ơi, Ace Cook đợt này ra nhiều loại mì mới lắm luôn đây này. Đây là một cái mì nấu cho nên mình sẽ nhờ các bạn nấu nha mọi người. Đây nha mọi người ơi. Đây mọi người nhìn thấy cái sợi mì nó lạ chưa? Nó là một cái sợi mì mà kiểu không xoăn xoăn, một tí nào nó thẳng đuột đuột ý. Là bây giờ mình thử nha, bởi vì nó có một cái gói dầu, khi mà trộn lên thì nhìn nó bóng bóng thật. Thử, mời mọi người. Diễn tả chị xem cái nào. Nó khó diễn tả lắm các bạn, trong tim mình bây giờ cũng đang chưa diễn tả được đây. Ăn là cái vị của nó rất là đậm đà nè. Nhưng mà nó có một cái mùi kiểu, có phải mùi thảo mộc không ta? Không, nó giống như một mùi thảo mộc thuốc bắc, đúng chính xác luôn. Mà nó lại là mì xào mới dị cơ. Thà nó là mì nước thì nó đỡ dị. Ăn là cái sợi mì là mình công nhận là ngon. Tuy là một cái sợi mì nấu nhưng mà nó giống như là một cái sợi mì tươi luôn. Đấy là mình nói về cái sợi mì. Còn về cái hương vị, đơn giản là một cái vị kiểu hơi mặn mặn, lại còn hơi thuốc bắc, lại còn hơi có một chút nào đấy là the the chua chua. Cái này là tôi xin phép là không chấm điểm, bởi vì là nó không hợp khẩu vị với cả team mình. Có thể là sẽ hợp khẩu vị với mọi người, thì mọi người mình nghĩ rằng là mọi người có thể thử nha. Nhưng mà đấy, mình miêu tả hương vị cho mọi người thấy. Nhưng mà để nói rằng là hợp khẩu vị của mình thì là không. Tổng kết lại trong video ngày hôm nay, mình đã thử qua hơn 20 loại mì ấy, thì tất cả những cái mì nào nha mà trên cỡ tầm 7 điểm rưỡi là mình đánh giá ổn nha mọi người. Còn dưới đó ấy, dưới cái mức điểm đó ấy, thì mình vẫn khuyên rằng là mọi người thử, bởi vì có thể là không hợp khẩu vị với mình nhưng mà hợp khẩu vị với mọi người, bởi vì đây chỉ là đánh giá của team mình, là của 10 con người thôi, không thể nào mà review dựa trên trải nghiệm của mọi người được. Cho nên mình mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan nha, và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Nếu như mọi người muốn mình làm về chủ đề nào, đừng quên bình luận ở phía bên dưới cho mình được biết nhé. Bye.